lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay thì ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn ơi, đây là vòng của mình, vòng của mình đã hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin lượt like và đăng ký kênh nha. Mình sẽ đi vào chi tiết tô mò nha các bạn. Lại người mang tâm thương cho em. Hết người này hát đến người kia hát. Người thì đang hát yêu đời, người thì lại người mang em tâm thương. Còn mỗi em thôi đấy. Nhớ mà muộn rồi, anh đang ngủ. Xê. Nó là mày cứ đến tầm chiều đi, khác bị có nào. Làm sai hết. Nó còn bảo là đang không biết làm, đang không nhớ làm cái gì này. Làm cái của chị Quỳnh. Đấy. Làm của chị Quỳnh. Làm ăn điều hơn. Chắc là sai mới cái nữa thì anh Quyết mới nói gì. Chắc là sai mới cái nữa thì anh Quyết mới nói như thế chứ. Dạ thì có con mẹ không? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Trong vòng tay hôm nay bọn mình sẽ có từ sóc con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Trong vòng tay hôm nay bọn mình sẽ có từ sóc mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có từ sóc bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Sóc lọ. Kia hôm anh Quyết bảo làm kiểu về kiểu livestream ư? Cái livestream anh Quyết hay anh kia anh xem thôi đó anh. Làm đấy xong kia giật chởi. Cái đi khó đó. Chả khó hay không nè. Anh Quyết có gì có bị sai hay là kiểu. Nói chung là không dễ đâu. Đầu tiên là mình xỏ hai cái sò này vào nha. Mua kênh mà dễ thì em cũng đi mua mình rồi. Mình xỏ bỏ sò vào nha mọi người. Mọi người, đây là phần đầu tiên của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh nha. Mình nghĩ em mang ra đến kia cũng chả có cái gì thì mới. Chỉ có gì nhỉ? Chỉ có mua kênh ấy gần. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xỏ màu cam nhé. Giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu cam nha mọi người. Màu okay. Cam sẽ là màu tiếp theo của mình nha. Ok, cứ xỏ đi. Sau màu cam mình sẽ xỏ luôn là màu tím. Về giờ các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tô mò. Nếu các bạn thấy video này hay thì ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé, mình sẽ đi vào chi tiết tô mò các bạn. Nhan con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nhan mẹ.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ngang bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đọc cả chị. Nào hát hẳn hoi đi. Chị muốn mua áo khoác quá. Đừng mua gì nữa. Mà chị lỡ mua quần nó rồi nên thôi chị lên tiền. Mẹ thấy cuộc sống của chị nhàm chán nhỉ. Chị có tiền không? Cái gì? Chỉ có mua thôi. Chị có mua thôi. Người con của gia đình lúc nào phải nghĩ cái gì à? Được mà không có tiền. Mọi người đây màu trắng của mình nha. Màu trắng của mình đây nha mọi người. Mọi người đây là màu trắng của mình. Bạn chị mày vừa biết đến nỗi là phải là con gái bạn chị luôn. À trước đây đứa nào như mày, mày không lướt Shopee thì mày cũng chỉ lướt trong bức thôi. Thế tại vì Shopee mua đồ đi chụp ảnh xong vậy chị có hai ảnh rất thôi. Mình chọn màu cam nha mọi người ơi. Em đưa quần áo nhé. Quần áo nhỏ. Em không biết áo nào đẹp. Dù thôi, chưa đã có mẫu đâu. Bây giờ mình sẽ chiết được phô mò cho các bạn ơi. Chị bị gắn lên mẫu mùa đông ở đây. Hả? Mấy, có mấy cái mẫu mùa đông rồi mà. Ừ. Nhưng mà nhìn giá phải chăng. Sau màu cam nha mọi người, là mình xỏ màu tím nha. Mọi người bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu tím nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ xỏ màu tím. Em nắm không chị mượn quà cho. Chị nhìn em tắt mồ hôi không? Chị có em. Có. Đây mồ hôi trắng. Không có. Chị dẹp thế mà hôm qua em có một điều quà đây. Hôm qua chị ở đây chị một mình chị có một quà. Chạy đứa là một quà chị vẫn vậy. Anh Kiên có phải tắt cơ. Dạ tắt, trời ơi, tốn lạnh rồi. Tầm đấy là vừa rồi, không cần phải bật quạt nữa. Hôm qua đang làm, ôi ôi, thằng con nói quả cầu đau tim. Chú ơi, bật quạt cho chó. Không biết tự nhiên đi hôm qua nhá. Chị là buổi tối, nên là Quân đem cốc nước vào cho chị uống cơ. Nhưng chị bảo, nước không bỏ gì mấy. Nhưng mà chị vẫn uống, chị uống xong nó mới bảo là tại con thấy cô anh nói nhiều quá. Không có lấy lại đâu. Nhưng mà chị thấy nước này nó cứ không bình thường kiểu gì ấy. Chị chỉ ra uống một xíu thôi. Nước gì? Nước vào. Như vậy thì mình kết thúc nha bạn. Lòng ai đâu. Quật nước. Xin chào tất cả.